Ontario cung cấp liều vaccine AstraZeneca thứ hai sau khi tạm ngừng. Ontario đang tiến tới việc cung cấp liều vaccine AstraZeneca thứ hai cho một số người đã tiêm mũi đầu tiên. Tỉnh cũng đang giảm bớt các hạn chế đối với việc thăm khám tại nhà chăm sóc dài hạn. Những người Ontario đã tiêm liều vaccine AstraZeneca đầu tiên trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 có thể chọn tiêm liều thứ hai trong khoảng cách 10 tuần giữa hai liều trong tuần của ngày 24 tháng 5. Giai đoạn đó nằm trong một dự án thử nghiệm khi những liều AstraZeneca đầu tiên của tỉnh được tiêm thông qua các hiệu thuốc ở Toronto, Kingston và Windsor, cũng như thông qua các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính ở một số vùng. Những người muốn tiêm mũi thứ hai trong khoảng thời gian 10 tuần nên liên hệ với hiệu thuốc hoặc bác sĩ chăm sóc chính, người đã tiêm liều đầu tiên cho họ. Các nhà thuốc và bác sĩ đó cũng sẽ liên hệ với những người đủ điều kiện. Nghiên cứu cho thấy rằng mũi thứ hai của vaccine AstraZeneca có hiệu quả cao nhất sau 12 tuần. Nhưng Ontario hiện có khoảng 55.000 liều sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 5. Kế hoạch mới nhất đã được trình bày chi tiết bởi tiến sĩ David Williams, giám đốc y tế của Ontario, và tiến sĩ Dirk Heuer, điều phối viên ứng phó với ổ dịch của tỉnh. Cả hai nhấn mạnh rằng Vắc-xin AstraZeneca an toàn và vẫn tương đối hiệu quả trong khoảng thời gian cách nhau 10 tuần giữa hai liều, với khả năng miễn dịch đạt đến mức như vaccine theo công nghệ mRNA như Pfizer và Moderna. Đối với những người được tiêm liều đầu tiên sau ngày 19 tháng 3, tỉnh vẫn đang hoàn thiện kế hoạch cho lần tiêm thứ hai. Một chiến lược sẽ được đưa ra trước khoảng thời gian 12 tuần, khi phần lớn những người đã được tiêm AstraZeneca sắp tới hạn cho liều thứ hai gần một triệu người ở Ontario đã nhận được liều astrazeneca đầu tiên